Theo khảo sát ở bên Mỹ, có 3.000 chị em mình ấy, có nghĩa là khảo sát 3.000 chị em chệt lông, thì có đến 59% chị em cảm thấy rằng là cái cuộc sống vợ chồng của họ hạnh phúc hơn khi họ chệt lông vùng kín. Wow. Chệt lông vùng kín hay chệt lông vùng bikini là một từ khóa không còn xa lạ với chị em mình nữa. Ở bên nước ngoài thì cái từ khóa này đã được thực hiện rất là lâu rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam có thể là phong tục tập quán này thì chị em mình còn hơi e dè. Nhưng mà dạo những năm gần đây thì nó được nhắc đến rất là nhiều rồi. Tuy nhiên khi chệt lông vùng kín này thì chị em mình thường bị mắc phải. Đầu tiên có thể là bị lên mụn này, thứ hai có thể là bị rát, và vùng da này nó có thể bị nhạy cảm hơn rất là nhiều. Vậy thì có thể chị em đang mắc phải những cái sai lầm phía dưới đây. Và video ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến chị em những cái lưu ý vô cùng quan trọng khi chị em mình chệt lông ở vùng kín. Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngày hôm nay nha. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shot tại kênh YouTube này bằng cách là hãy kích vào nút đăng ký ở phía dưới để hàng ngày chị em chúng ta có thể gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Rồi phần đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về tác dụng của lông vùng kín là gì. Bởi vì chúng ta biết rằng là cần phải xem cái vùng lông này có tác dụng thực sự quan trọng hay không thì chúng ta mới tìm đến việc là có nên đi chệt lông cái vùng này hay không. Thực ra thì ở cái lông ở vùng kín nó thường xuất hiện ở nữ giới ở khoảng tầm là từ 11 đến 12 tuổi. Đây là dấu hiệu báo hiệu rằng chúng ta bắt đầu trưởng thành. Và mình biết rằng là cái vùng kín của mình nó là cái vùng nhạy cảm nhất. Vì vậy cái vùng lông này nó được sinh ra để khiến cho cái vùng kín của mình nó đỡ bị ma sát vào quần áo. Tức là cái lông ở vùng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta bảo vệ cái da ở vùng kín này tốt hơn. Ngoài ra thì vùng lông này cũng sẽ khiến cho chúng ta tránh bị các loại vi khuẩn xâm nhập vào và tránh bị cọ sát này, hay tránh bị lây nhiễm các loại vi khuẩn nữa. Vậy thì còn tác dụng khi chúng ta chệt lông vùng kín là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ cảm thấy sạch sẽ và thông thoáng hơn rất là nhiều. Nhất là khi chị em mình đến tháng này thì việc vệ sinh sau khi mà chúng ta chệt lông xong nó rất là đơn giản và cảm giác rất là thoải mái. Và cái thứ hai là có một số chị em mình do cái lông ở vùng kín mình mọc quá là dày, vì thế nó bị bí này và chị em mình sẽ thường bị mụn, thậm chí là những cái mụn rất là to ở vùng này. Vì thế khi chị em mình chệt lông ấy thì mình sẽ không gặp cái tình trạng mụn khó chịu như thế nữa. Và ngoài ra thì theo khảo sát ở bên Mỹ có 3.000 chị em mình ấy, có nghĩa là khảo sát 3.000 chị em chệt lông thì có đến 59% chị em cảm thấy rằng là cái cuộc sống vợ chồng của họ hạnh phúc hơn khi họ chệt lông vùng kín. Wow. Vậy thì với những cái tác dụng ở trên và những tác dụng của chệt lông thì em nghĩ rằng là chúng ta có thể chệt lông vùng kín nhá. Tuy nhiên chúng ta hãy có những cái lưu ý phía sau đây để chăm sóc và để chú ý quan trọng khi chúng ta chệt lông. Thực ra chệt lông chúng ta có thể hoàn toàn tự thực hiện tại nhà được, có thể bằng những cái sản phẩm chệt lông wax này chúng ta mua này, hay có thể là những cái máy chệt lông mini tại nhà này, hay có thể là đến spa để chệt lông nha. Chú ý đầu tiên là lông của chúng ta có thể bị mọc ngược khi chúng ta chệt lông. Bình thường sợi lông của chúng ta sẽ có xu hướng là mọc ra bên ngoài đúng không? Tuy nhiên khi chúng ta chệt lông này, chúng ta có thể là cạo lông sai cách này, hoặc là thực hiện những cái kỹ thuật chệt lông sai cách, thì những cái lông mọc ở phía sau nó sẽ bị mọc ngược vào trong, và khi đó chúng ta có thể bị sưng và bị tấy và bị khó chịu ở vùng da đó. Hơn thế nữa, khi chúng ta bị lông mọc ngược như vậy thì nó còn khiến cho cái lỗ chân lông ở cái vùng này của chúng ta bị giãn nở ra, thậm chí là bị thâm, bị sạm hơn và có thể là bị rất là mất thẩm mỹ. Song song với điều đó thì khi chúng ta bị mọc lông ngược ấy, nó cũng sẽ là cái tiền đề để khiến cho vi khuẩn nó dễ xâm nhập vào cái vùng kín của chúng ta, từ đó chúng ta có thể bị mắc một số bệnh. Do vậy nhá, khi chệt lông này chúng ta hãy lưu ý giúp Hương là nếu chúng ta có tự cạo lông thì hãy cạo theo cái chiều lông mọc này, hoặc là khi chúng ta có đi ra bên ngoài thì hãy chọn những cơ sở uy tín và những cái bạn kỹ thuật viên các bạn ấy biết về cách chệt lông và cách cạo lông này nha. Lưu ý thứ hai, làn da ở vùng này chúng ta có thể bị kích ứng, bị đỏ và bị rát. Cái lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì là khi chị em mình chệt lông này, kể cả là mình có dùng các cái sản phẩm bôi hay là dùng những cái máy chệt lông thì chúng ta sẽ cần phải có thêm những loại kem bôi vào để hỗ trợ làm mềm cái vùng lông này, và khi chệt lông chúng ta sẽ không bị đau và không bị rát. Tuy nhiên thì các loại kem này nó có thể làm cho da chúng ta bị kích ứng này, và rất nhiều bạn sau khi chệt lông và bôi kem xong thì cảm giác rằng bị đỏ, bị rát, thậm chí là bị bong chóc này, bị sạm đi và bị rất là khó chịu ở vùng lông này. Vì thế khi chúng ta chệt lông nhé, và nhất là những bạn nào đó tự chệt lông tại nhà, thì hãy giúp Hương là mình tìm những cái sản phẩm chệt lông mà nó uy tín, hoặc là cơ sở uy tín này, hoặc là những cái sản phẩm tên tuổi uy tín nhá. Và một điều nữa là khi mình chệt lông, mình dùng những cái dao cạo lông như vậy để lấy đi cái lông đúng không? Thì khi đó mình sẽ cần phải thay cái dao cạo đó, và tốt nhất là mình sẽ nên dùng cái loại dao cạo dùng một lần thôi. Còn nếu mình dùng cái dao cạo mà dùng đi dùng lại thì rất có thể sẽ khiến cho cái vùng da đó mình sẽ bị viêm nhiễm, bị lây nhiễm vi khuẩn, và mình sẽ bị những cái bệnh ở phía sau. Khi chúng ta chệt lông tại spa thì có thể chúng ta sẽ được dùng cái loại gel để bôi vào và để bôi trơn khi chúng ta di
cái máy triệt lông đó, thì hãy giúp Hương để ý rằng là cái gel này có phải mình là người đầu tiên sử dụng hay không. Thì có rất nhiều spa họ tiết kiệm ấy, họ đã dùng đi dùng lại cái gel đó. Và chị em nghĩ xem, trời ơi, dùng hết người này sang người khác thì nó thật là kinh khủng đúng không? What? Và thêm nữa là những cái gel này thì có thể là họ mua những cái sản phẩm mà nó không phải là sản phẩm tốt cho da, thì nó có thể khiến làn da của mình bị kích ứng. Rồi lưu ý thứ ba là chăm sóc cái vùng da của chúng ta sau khi triệt lông. Như đã nói ở trên thì vùng da ở vùng kín này là một vùng da rất là nhạy cảm. Hơn thế nữa, chúng ta lại tác động vào lấy đi những cái lông bảo vệ vùng da này rồi, lại còn tác động lực vào, kể cả là chúng ta bôi những sản phẩm này hay chúng ta triệt lông bằng máy này, thì nó sẽ khiến cho làn da này nó nhạy cảm hơn và có thể dễ bị đỏ, bị rát kích ứng hơn. Hơn thế nữa, nếu chúng ta không có cách chăm sóc da phía sau khi chúng ta triệt lông thì cái lông đó chúng ta mọc lên nó rất là cứng này, nó sẽ khiến cho cái lỗ chân lông của chúng ta nó nở to hơn này, khiến cho cái vùng da này của chúng ta nó sần sùi, phát rất là sạm đi, bị tối màu đi hơn và có thể là bị lên mụn nữa. Vì vậy chúng ta sẽ nên có những sản phẩm chăm sóc đặc biệt cho cái vùng da này sau khi chúng ta triệt lông xong. Các bạn có thể tìm mua những cái sản phẩm dưỡng da cho vùng này, nhưng mà những sản phẩm này sẽ là những cái dạng mỏng nhẹ thôi nhá, là dạng gel, dạng lotion này, và trong thành phần có thể chứa như là lô hội này, rau má này, hay là B5 này, những cái thành phần rất là dịu nhẹ cho làn da. Và thực ra chúng ta cũng không nên bôi quá là nhiều lần, chỉ nên bôi vào buổi tối thôi. Khi chúng ta ở nhà thì chúng ta có thể mặc những quần áo rộng và thông thoáng, khi nào chúng ta bôi vào thì những cái sản phẩm nó thẩm thấu vào da tốt hơn và nó không bị bí bên trong da của mình nữa. Và trên mình tuyệt đối là mình tránh mua các sản phẩm dưỡng dạng dầu oil này hay là dạng cream quá là đặc nhá, vì nó cũng giống y hệt với tình trạng da mặt này, nó có thể gây bít tắc lỗ chân lông, và nhất là vùng da đứa của chúng ta ấy, thì nó luôn luôn trong trạng thái là nó bị bí này, vì mình mặc quần áo vào mà, thì nó có thể khiến da của mình bị sinh mụn nhiều nữa. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về việc triệt lông ở vùng kín. Vậy thì chị em mình nào đang có nhu cầu triệt lông ở vùng kín thì mình có thể tham khảo những liệu pháp nhá, và hãy cố gắng là mình chăm sóc làn da thật là tốt sau khi mình triệt lông. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.